thật ra hôm nay mình cảm thấy là Việt Nam đá rất là tốt, nhưng mà rất tiếc là bàn thắng không được công nhận. Dạ, hôm nay thì đá tốt nhưng mà anh trọng tài bắt hơi kỳ. Anh thấy Việt Nam mình hôm nay đá như thế là anh cảm thấy tổ chức như thế là đúng hợp lý. Mình hòa Myanmar tức là mình thắng. Theo tôi nghĩ thì có lẽ là một phần của sân vận động Myanmar có lẽ sức chứa cũng hơi đông khán giả nhà. Thì Việt Nam có lẽ e dè trong một vài tình huống, tuy nhiên gần vào giữa trận thì đã thay đổi được lối chơi, không nhân toàn vào sân, tuy nhiên cũng không thể ghi được bàn vì thủ môn của đội quá hay. Rất tiếc là cũng có một tình huống như vậy nhưng mà đỡ tư thế như vậy. Em thấy Việt Nam như vậy là quá tuyệt vời rồi. Em hy vọng là trận sau Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa. Em thấy trận đấu ngày hôm nay là Việt Nam quá tuyệt vời. Có những tình huống rất trạng bàn nhưng mà chỉ tiếc là có một tình huống trúng cột dọc. Thấy là tiếc. Hôm nay Việt Nam chơi khá là tốt nhưng mà bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Mong trận sau gặp Campuchia mình có 3 điểm và đứng đầu bảng để né được Thái ở đây. Nói chung là trận này trước khi đá anh cũng nghĩ là sẽ què hoặc là giang 1-0 thôi. Tại vì trận này ông huấn luyện viên Bắc Hằng Seo ông cũng muốn giấu bớt bài để ông coi trận sau, để ông nhắm coi trận vòng tới ông muốn đụng với thằng nào nữa. Chứ thật ra trận này đi coi thì giống như là mình ủng hộ đội tuyển mình thôi. Chứ mình cũng nghĩ là sẽ què. Dạ không. Tại vì trái đó là đá thủ môn phá ra rồi mới đá tiếp vô nữa mà lại bị bắt việc vị. Theo như tình huống quay chậm mà em thấy thì bàn thắng đó là bàn thắng hợp lệ và rất tiếc. Em rất tiếc. Thực ra thì cái cơ hội cái đó nó cũng hơi không rõ ràng lắm. Tuy nhiên là anh thấy việc tổ chức của huấn luyện viên Bắc Hằng Seo như thế anh thấy đó là hợp lý hơn. Tôi cũng chưa quay xem lại tình huống quay lại việc vị thì chỉ qua TV bên đây thôi. Thì để quay lại ở trên pha chiếu chậm là như thế nào rồi mình sẽ có cái kết luận. Em thấy có những tình huống là thấy cũng có thể là do sân khách chúng ta đá nó hơi khó xíu. Tại vì mình đá sân khách mà nữa hy vọng trận sau chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn. Theo em là Phạm Văn Đức ạ. Em nghĩ là anh Phượng. Anh Phượng. Anh cảm thấy hôm nay nếu như mà đá nổi trội nhất thì không có, nhưng mà anh thấy là cầu thủ Đình Trọng số 21 của mình vẫn là một cầu thủ chơi rất tốt. Theo tôi nghĩ thì toàn đội đều có cống hiến, mà nếu mà chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất thì đó là Thủ Thành, Đặng Lâm của mình. Nếu không có tình huống cản phá một vài tình huống hay thì có lẽ đội nhà mình cũng đã thua. Em thì cũng thấy Công Phượng hay. Thì thấy là Văn Tâm bữa nay khá xuất sắc. Trận này nên đưa Văn Tàng vào sân sớm hơn, chứ đưa Văn Tàng vào sân sẽ trễ quá không có xây cục diện được trận đấu. Công Phượng hôm nay là bị kèm chặt rồi. Cũng có dự định là sẽ tới là xem đó là sẽ đi xe đạp từ đây lên Vũng Tàu rồi. Nói chung thì Việt Nam đá là về thắng là vui rồi, chứ không có nói chung là dân mình mà ủng hộ Việt Nam lúc nào cũng là số 1 hết. Cho nên xong thì mình cũng lang thang đây đó để mình vui thôi qua đêm. Với không khí vậy thì mình cũng là đi dạo phố với mọi người cùng chung vui chứ. Chắc lẽ là em đã dành sức cho những trận tiếp theo nữa, những trận vô bán kết chung kết vào sau nữa mình đi bảo sẽ vui rồi. Dĩ nhiên là em sẽ mong Việt Nam vô địch ạ. Dạ có. Anh nghĩ là mình có cơ hội rất là lớn. Mình đã về nhì ở vòng chung kết U23 châu Á, rồi đứng hạng 4 của ASEAN. Thì tại sao mình không thể vô địch AFF Cup được? Vô địch Việt Nam, vô địch. Đã 10 năm rồi. 2008 Việt Nam chúng ta vô địch. Giờ 2018 chắc chắn vô địch lần thứ 2. Việt Nam có lên. Việt Nam vô địch, Bắc Hằng Seo vô địch lần nữa. Anh chúc là Việt Nam sẽ đi trận chung kết và sẽ giành được chức vô địch. Việt Nam vô địch. Con nói đi cô. Cổ vũ Việt Nam đi con. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Đi. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Đúng rồi. Con thích những cầu thủ nào con? Con thích nhà Xuân Trường. Xuân Trường. Rồi, cảm ơn anh.